Rồi, xin kính chào quý cô chú và anh chị. Thì hôm nay trường cũng có một số đồ gỗ, đồ gốm, đồ đồng để giao lưu cùng với quý cô chú và anh chị. Thì lời nói đầu tiên, trường shop Trấn Trường và kênh NLTK Bonsai đồng hành kính chúc quý cô chú anh chị được nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài phát đạt, hạnh phúc bên gia đình. Thì trường cũng rất cảm ơn quý cô chú anh chị trong suốt thời gian qua đã ủng hộ trường. Có những người khách mới, những người khách cũ. Thì trường rất là thành kính các quý khách của mình là được nhiều sức khỏe của chú anh chị nha. Thì hôm nay thì trường có một bộ trường kỷ ngũ sơn của chú anh chị nha. Bộ bằng chỉ, bộ bằng trường kỷ ngũ sơn này được chạm đục rất là đẹp nha, thủ công tay chẳng ốc bảy màu trên vách dựa và mặt bàn dưới mặt ghế của chú anh chị nha. Rất là đẹp. Thì chạm đục á, là ở bên này á, là những vết dựa là chạm đục những con tùng tùng hạt của chú anh chị nha. Rất là đẹp nha. Con tùng lọc, những con hạt rất là đẹp, chạm mặt trước mặt sau luôn của chú anh chị. Đặc biệt cái bộ này là chạm mặt trước mặt sau rất là đẹp nha. Hàng thì liền lạc lành lặn ngũ sơn của chú anh chị nha. Những con tiện, con tiện mình á, là cũng là chuột bình thường nha. Gỗ là gỗ đỏ của chú anh chị, chiều cao từ vách dựa xuống cái chân ghế của nó là 1m1 của chú anh chị, 1m1. Cái chiều dài hai tay ghế mình là 1m95. 1m95. Cái chiều dài của cái mặt ghế mình ngồi phủ bì của nó là 1m93 của chú anh chị nha. Cái ghế này rất là rộng rãi của chú anh chị nha. Rồi cái lọt lòng của ghế mình ngồi là 52 của chú anh chị. 52, cái bộ này không phải chê rồi. Rất là đẹp nha. Thì hàng cũng khá liền lạc lành lặn của chú chị. Trên cái mặt bàn và mặt ghế mình á là điểm chạm đục những hình mặt bộm, đầu lăn, chân móng của chú chị nha. Cái mặt bàn, mặt ghế là gỗ nguyên tấm nha. Đó là thông số của cái ghế. Rồi chiều cao của cái bàn mình á là 78 của chú chị nha. Chiều cao từ mặt bàn xuống cái chân bàn là 78. Còn cái chiều dài mặt bàn mình á là 1m52, 1m52 năm. Còn cái chiều rộng của mặt bàn mình á là 56 của chú chị nha. Rất là rộng rãi nha. Khi cái bộ này vân gỗ của chú chị thấy ở trên cái mặt bàn đó, vân gỗ là tự nhiên, mặt ghế cũng vậy. Cái phần nào của chú chị không rõ chi tiết nào, kết bạn Zalo với trường thì trường sẽ chụp hình và quay phim trực tiếp cho cô chú anh chị được rõ cái sản phẩm mình sưu tầm. Rất là đẹp của chú anh chị nha. Cái bộ này khỏi phải chê rồi. Để mình để tiếp khách, mình ngồi tiếp khách, những vị khách quý mình rất là sang trọng và lịch sự của chú chị nha. Mã số 1T đầu tiên trường giao lưu với cô chú anh chị là 52 triệu. 52 triệu trường bao với ship toàn quốc của chú anh chị. Số điện thoại của trường là 0901 391 427, cũng là số Zalo, số Facebook của trường. Rồi mã số 2T, đó là bộ trường kỹ nãy là mã số 1T của chú anh chị nha. Mã số 2T đây là đúng là nồi đồng cối đá luôn của chú anh chị nha. Đó, cái cối xây bột mình của ông bà mình ngày xưa của chú anh chị nha. Nguyên một cái tảng đá người ta đục ra thành một cái cối xây bột rất là đẹp nha. Cái này mình xây tay của ngày xưa nha. Tổng của hai cái cối, chiều cao của hai cái cối cộng lại á, là 21 của chú anh chị, 21. Còn cái chiều dài của hai cái tay cối ở trên á là 37. Còn cái chiều dài của cái cối ở dưới á, trường đo gì là khoảng 45 của chú anh chị, 45. Còn cái chiều ngang của mặt cối trên á là 21, còn chiều ngang mặt cối dưới tầm khoảng 36 của chú anh chị, 35 36. Rất là nặng của chú chị nha, cái cối nặng lắm. Nguyên một khối đá người ta chạm đục của chú chị, thủ công tay. Rồi mã số 2T trường giao lưu của chú chị là 750.000 đồng. 750.000 đồng trường bao với ship toàn quốc của chú chị. Số điện thoại của trường là 0901 391 427, cũng là số Zalo, số Facebook của trường. Rồi mã số 3T, trường có một cái dĩa gốm của chú chị, gốm tàu, hàng vẽ tay, tích là sơn thủy của chú chị nha. Ở trên người ta vẽ núi non chập trùng, đây những mái nhà tranh cây đa, rồi đây một cây cầu, dưới đây là sông nước rất là đẹp của chú anh chị nha. Cái dĩa này rất là to bự nha. Mình có cái kệ để mình để trưng bày cái dĩa luôn của chú anh chị, để cái dĩa lên rất là sang trọng nha. Nước men rất là sáng bóng, gốm tàu của chú anh chị. Chiều cao, chiều ngang của mặt dĩa này là 80, cái đó phủ bì của chú anh chị, lọt lòng của nó là 72 của chú anh chị, 72, rất là nặng nha. Cái dĩa này trường bao của chú anh chị là trên 10 kg, dưới 10 kg của hàng hàng trường, rất là dày dặn nha, nặng nha, hàng liền lạc lành lặn. Rồi mã số 3T trường giao lưu với của chú anh chị là 3.700.000 đồng.
À, 3.700.000 đồng trường bao phí ship toàn quốc của chú chị. Số điện thoại của trường là 0901 391 427 cũng là số Zalo, số Facebook của trường. Rồi mã 4T, trường có 5 cái ly thủy tinh pha lê tiệp hai da của chú chị rất là đẹp nha. Cái ly này rất là đẹp nha, ly hai da thủy tinh pha lê tiệp. Hàng liền lạc lành lặn 5 cái giống nhau của chú chị nha. Mã số 4T. Rồi chiều cao của cái ly là 11, chiều ngang của miệng ly là 6 phân. Đó, hàng liền lạc lành lặn của chú chị nha. Mã số 4T, chiều giao lưu với quý cô chú và anh chị là 500.000 đồng. 500.000 đồng trường bao với ship toàn quốc của chú anh chị. Số điện thoại của trường là 0901 391 427 cũng là số Zalo, số Facebook của trường. Rồi chiều 5 có 5 cái tô nhỏ của chú anh chị nha. Gốm tàu, gốm Nhật hàng vẽ tay của chú chị nha, gốm Nhật. Cái này là gốm Nhật của chú anh chị nha, 5 cái dĩa. Ủa 5 cái tô của chú chị, 5 cái tô, chị xin lỗi. Mã số 5T, 5 cái tô. Gốm Nhật hàng vẽ tay. Đó, nước men rất là sáng bóng của chú chị, kiểm tra dưới đít tô dùm chưa, nó có mộc đúng hàng Nhật của chú chị nhận hàng, còn không đúng hoàn hàng thì trường không mất phí ship lần nào hết. 5 cái tô rất là dễ thương của chú chị, hàng liền lạc lành lặn, chiều cao là 4 phân, chiều ngang là 14 năm. Rất là đẹp nha, 5 cái tô. Cái phần nào của chú chị không rõ chi tiết cứ kết bạn Zalo với trường. Trường sẽ chụp hình và quay phim trực tiếp cái sản phẩm mình sưu tầm. Rồi mã số 5T, trường giao lưu với quý cô chú và anh chị là 800.000 đồng. 800.000 đồng trường bao phí ship toàn quốc của chú anh chị. Số điện thoại của trường là 0901 391 427 cũng là số Zalo, số Facebook của trường. Rồi mã 6T, 5 cái dĩa gốm Nhật hàng vẽ tay. Người ta vẽ những cái chúc rất là đẹp của chú anh chị nha. Trên đây có mộc của chú anh chị. Rất là đẹp nha. Hàng liền lạc lành lặn 5 cái dĩa của chú anh chị. Hàng liền lạc lành lặn 5 cái dĩa, kiểm tra hàng trước khi thanh toán tiền dùm cho trường nha. Gốm Nhật hàng vẽ tay của chú anh chị. Rồi chiều ngang của cái dĩa này á, là 16, chiều cao của dĩa này là 2 phân. Rồi mã số 6T, trường giao lưu của chú anh chị là 800.000 đồng. 800.000 đồng trường bao cái ship toàn quốc của chú anh chị. Mã 7T cũng là hai cái tô của chú anh chị nha, hai cái tô chung. Mã số 7T. Gốm Nhật hàng vẽ tay của chú anh chị nha. Kiểm tra hàng trước khi thanh toán tiền dùm cho trường nha. Có mộc thì hãy nhận hàng, không có đừng nhận hàng, đó không phải hàng của trường. Chiều cao á của cái tô này là 4 phân, chiều ngang của miệng tô là 20. Hai cái tô gốm Nhật hàng vẽ tay, một cặp tô của chú chị nha, mộc giống nhau. Mã số 7T, trường giao lưu của chú chị là 400.000 đồng. 400.000 đồng trường bao phí ship toàn quốc của chú anh chị. Mã 8T, một cái dĩa pha lê tiệp của chú chị nha. Cái dĩa mình trưng bày cũng được, cái dĩa rất là nặng nha. Rất là dày dặn, hàng liền lạc lành lặn. Người ta vẽ hai cái chuông, người ta chạm hai cái chuông rất là đẹp của chú chị nha. Chạm hai cái chuông nổi. Pha lê tiệp của chú chị nha, mình trưng bày trưng trái cây trên những bàn thờ hoặc là trưng bày cũng là rất là đẹp nha. Chiều ngang của miệng dĩa này á là 37 năm, chiều cao của dĩa là 3 phân. Mã số 8T, trường giao lưu của chú anh chị 800.000 đồng. 800.000 đồng trường bao phí ship toàn quốc của chú anh chị. Rồi hôm nay trường cũng mới về cái kệ để nước hoa gỗ là gỗ đỏ rất là đẹp, rất là sang trọng nha. Dành cho quý ông và quý bà để những cái lọ nước hoa yêu thương của mình. Hàng liền lạc lành lặn, gỗ là gỗ đỏ. Chiều cao của cái kệ này á là 35. Chiều dài của cái kệ này là ba cũng là 35. Cái chiều ngang của cái kệ này á, chiều rộng của nó là 8 phân của chú anh chị nha. Đó, mình để những cái lọ nước hoa yêu thương của mình rất là đẹp, rất là sang trọng nha. Rồi mã 9T, trường giao lưu của chú anh chị là 1.000.000. 1.000.000 trường bao phí ship toàn quốc của chú anh chị. Số điện thoại của trường là 0901 391 427 cũng là số Zalo, số Facebook của trường. Thì hôm nay trường cũng có một cặp tùng lộc của chú anh chị nha. Đó, mã số 10T, một cặp tùng lộc bằng đồng của chú anh chị rất là đẹp nha. Từ khuôn mặt, lỗ tai, cái sừng, cái đuôi, cái mình và cái tướng đứng, rất là đẹp, rất là sang, không phải chê. Cái cặp tùng lộc này, con đực con cái nha, con này là con cái của chú anh chị, con này là con đực. Thì con cái thường cái trọng lượng nó sẽ, ủa con cái thường cái trọng lượng nó sẽ nhẹ hơn con đực nha, của chú anh chị lưu ý giùm trường. Nhưng mà trường sẽ tổng hai số ký lại của hai con, rồi cô chú anh chị về cứ cân đo lại giùm trường. Rồi chiều cao từ cái sừng của tùng lộc này á, xuống cái chân đế của con cái á, là 83 của chú chị nha. Từ cái lưng của nó xuống cái chân của nó là 32.
cái hoành bụng của con cái này là 40 cô chú chị nha, cái chiều dài từ cái cổ của nó xuống cái đuôi của nó đi là 39, 39 thì con cái thường thấp hơn con đực một chút xíu. À, cái độ cao và độ nặng, à, con này là con cái của chú chị. Con cái thì trường bao của chú chị là trên 10 kg, nó là 10 kg rưỡi đó, 10 kg rưỡi, nhưng mà trường tính 10 kg đi. À, còn cái con đực á là 11 kg rưỡi, 11 kg rưỡi mình tính 11 kg, tổng trọng lượng hai con này á là trường bao của chú chị là 21 kg, 21 đến 22 kg không dưới, dưới cứ hoàn hàng gì cho trường. À, chất liệu là bằng đồng của chú chị, đồng xưa mình nha. Đó, rất là đẹp nha, một cặp tùng lộc. À, rất là đẹp. Mã số 10T trường giao lưu với cô chú và anh chị là 11 triệu 500, 11 triệu 500 trường bao đánh bóng và bao phối ship toàn quốc của chú anh chị. Số điện thoại của trường là 0901 391 427, cũng là số Zalo, số Facebook của trường. À, thì hôm nay trường cũng có một cái bộ đỉnh của chú chị nha. À, bộ đỉnh đồng. À, rất là đẹp nha, mình để những cái bàn thờ nhỏ nhỏ rồi á thì cái này rất là vừa vặn, hoặc là bàn thờ ông địa mình. Đó, cũng rất là đẹp nha. Ở mặt trước người ta chạm là cái đỉnh này là sông Long của chú chị. À, hai con rồng. Phía sau là người ta chạm là ba cái chữ Tàu. À, còn ở trên cái nóc này là một con kỳ lân đạp trái châu của chú chị, một kỳ lân đạp trái châu rất là đẹp nha. Thì cái bộ này trường đánh bóng sơ qua cho chú chị về cứ sử dụng thôi. À, không phải cần đánh bóng gì nữa hết, một năm sau mình đánh bóng lại thôi. Chiều cao từ cái đỉnh này á, là từ cái đầu kỳ lân xuống cái chân đế của nó là 28, còn cái chiều cao của cái chân đèn này là 24, cái chiều ngang của mâm chân đèn là 12 của chú chị nha. Đó, 12. Để trường tăng cân tổng trọng lượng của bộ này có bao nhiêu ký nha. Đó. Đây, rất là đẹp nha. Tổng trọng lượng của bộ đỉnh này á là 2,5 kg của chú chị, 2,5 kg. À, hàng này cũng là vừa dặn mình chơi thôi. À, rồi mã số 11T chiều giao lưu với cô chú anh chị là 2.500.000 đồng, 2.500.000 đồng trường bao phối ship toàn quốc của chú anh chị. Số điện thoại của trường là 0901 391 427, cũng là số Zalo, số Facebook của trường. Một cái sông Trầm quả bóng, một cái đỉnh sông Trầm quả bóng của chú chị nha, kỳ lân rất là đẹp đó, 7 con kỳ lân. À, rất là đẹp của chú chị nha. À, con kỳ lân ở trên này đạp trái châu rất là đẹp nha, chất liệu là bằng đồng của chú chị nha. À, sông Trầm quả bóng, sông Trầm đỉnh quả bóng này rất là đẹp nha. Chiều cao của từ cái đầu lăn xuống cái chân đế của nó là 43. Đó, còn cái hoành bụng của cái sông Trầm quả bóng này đi, nó tầm khoảng 65 của chú chị nha, 65. Còn cái chu vi hoành đế của nó là 59. 59 hàng liên lạc lành lặn bao của chú anh chị, chất liệu là bằng đồng xưa. À, rất là đẹp. Không có đắp giá chỗ nào nha. Mã số 12T trường giao lưu với cô chú anh chị là 4.500.000 đồng. Rồi, để trường căng cái này thử coi nó bao nhiêu ký nha. À, trường căng cái này thử coi bao nhiêu ký. À, cái sông Trầm quả bóng này á là 6 kg của chú chị nha, 6 kg, 4.500.000 đồng. Rồi, mã số 12T trường giao lưu với cô chú và anh chị là 4.500.000 đồng, trường bao đánh bóng và bao ship toàn quốc của chú anh chị. Rồi, một bình bông vỏ đạn 105 ly. À, mã số 13T. À, rất là đẹp của chú anh chị nha. À, trường bao của chú anh chị là một cái bình bông vỏ đạn 105 ly. Chiều cao á là 29, chiều ngang của miệng bình bông này á là 13 năm. Chu vi hoành bụng của nó là 34. Chu vi hoành đế của nó là 35 của chú chị, 35. Đó, hàng liền lạc lành lặn bao của chú anh chị về cứ đổ nước vô lũng chảy qua hàng gì chứ. Nó rất là đẹp nha. Đó, cân nặng coi, để chịu cân nặng rồi cái này bao nhiêu nha. 2,4 kg, mình tính 2,4 kg thôi. Rồi, mã số 13T trường giao lưu với cô chú và anh chị 2.400.000 đồng, 2.400.000 đồng trường bao phối ship toàn quốc của chú anh chị. Mã 14T đó, 14T là trường có một cái đèn mang sông hàng nội địa của chú chị nha. Đó, hàng nội
nội địa, cái nào trường nói chính xác chứ không phải là Red Money của người Đức nha. Ở đây bên đây là có logo nè, đèn băng sông nội địa hình trái tim nha. Hàng thì chịu bao chú chị về sử dụng, cứ đốt lên bình thường, nếu không sáng không mồi được lửa hay gì đó cứ hoàn hàng vậy chưa, không mắc cái ship đồng nào hết. Chiều cao từ cái đỉnh đèn xuống cái chân đèn là 39, còn cái hoành bộ đế của cái đèn này á, là 52, rất là đẹp nha. Hàng này thì cũng bao của chú chị là trên 20 năm á. Mã số 14T, trường giao lưu của chú anh chị 1.800.000 đồng, 1.800.000 đồng trường bao của ship toàn quốc của chú anh chị. Rồi mã 15T, một cặp bình hút lọc gốm tàu hàng vẽ tay tích là bách hoa, hàng liền lạc lành lặn. Chiều cao của bình này 35, chiều ngang của miệng bình là 7 phân, chu vi của bụng bình á là 72, chu vi hoành đế là 44. Rất là đẹp của chú chị, chân đế có mộc nha. Kiểm tra hàng trước khi thanh toán tiền về trường. Rồi mã số 15T, trường giao lưu với quý cô chú và anh chị 2.500.000 đồng, 2.500.000 đồng trường bao phí ship toàn quốc của chú anh chị. Rồi mã 16T cũng là cặp bình củ tỏi nhỏ của chú chị, gốm tàu hàng vẽ tay tích bách hoa, hàng liền lạc lành lặn. Chiều cao của bình là 36, chiều ngang miệng bình là 12 năm, chu vi của bụng bình á là 72, chu vi hoành đế là 43. Rất là đẹp của chú anh chị nha. Không phải chê. Rồi mã số 16T, trường giao lưu của chú anh chị cũng là 2.500.000 đồng, 2.500.000 đồng trường bao ship toàn quốc của chú anh chị. Một cặp bình gốm Biên Hòa xưa, một cặp bình gốm Biên Hòa xưa mã 17T của chú chị nha, rất là đẹp nha. Hàng liền lạc lành lặn tích là Song Long Trân Châu của chú chị nha. Gốm Biên Hòa xưa của chú chị nha, tích là Song Long Trân Châu, hai con rồng ở đây quấn quanh cái bình tranh một quả trân châu. Chiều cao của cái bình này là 55, chiều ngang của miệng bình này là 22 năm, cái ngang của lọt lòng của miệng bình này là 15. Rất là đẹp nha. Rồi hoành bụng đi, hoành bụng là 1m11 của chú chị nha. Cụ hoành đế là 59, hàng liền lạc lành lặn của chú chị nha. Gốm Biên Hòa xưa mình một cặp bình, một cái cô chú chị giao lưu một cái thì trường cũng bán một cái, hai cái thì trường bán một cặp, một cặp là 4 triệu còn một cái là 2 triệu. Trường bao ship toàn quốc của chú anh chị. Số điện thoại của trường là 0901 391 427, cũng là số Zalo số phú của trường. Mã 18T, một cặp bình gốm Thành Hóa men gạn tích là long này phu thê viên mãn nha. Một cặp công rất là đẹp của chú anh chị nha, gốm Thành Hóa men gạn tích là phu thê viên mãn. Cặp này trường bao của chú anh chị là trên 20, trên 30 năm của chú chị nha. Hàng liền lạc lành lặn. Chiều cao của cái bình này là 55, chiều ngang miệng bình là 19 năm, chu vi của bụng bình là 84, chu vi hoành đế là 58. Chân đế có mộc của chú anh chị nha, chân đế có mộc. Kiểm tra hàng trước khi thanh toán tiền giùm trường, đúng hàng đúng sản phẩm nhận hàng. Mã số 18T, một cặp bình gốm Thành Hóa 4.200.000 đồng, trường giao lưu của chú chị bao phí ship toàn quốc của chú anh chị. Rồi mã số 19 là một cặp bình gốm tàu hàng vẽ tay màu vàng chanh tích là chim chỉ phù dung. Người ta vẽ hai con chim chỉ rất là đẹp của chú chị nha, màu vàng rất là đẹp nha. Mình sờ vô những cái bút tích của họa sĩ người ta, mình sẽ cảm nhận được cái nét vẽ. Chiều cao là 60, chiều ngang miệng bình là 20, chu vi của bụng bình là 92 năm, chu vi hoành đế là 61. Chân đế có mộc, hàng liền lạc lành lặn của chú chị nha. Kiểm tra hàng trước khi thanh toán tiền giùm cho trường. Mã số 19T, trường giao lưu với cô chú anh chị là 3.500.000 đồng, 3.500.000 đồng trường bao phí ship toàn quốc của chú anh chị. Số điện thoại của trường là 0901 391 427, cũng là số Zalo số Facebook của trường. Mã số 20T, một bức tranh đá tàu hàng vẽ tay, khung là khung bây giờ của chú chị nha, không phải là khung gỗ xưa gỗ gì nha, khung là khung bây giờ người ta đã làm lại rồi. Mà miếng đá bên trong là đá tàu xưa mình nha, trường bao của chú anh chị. Tích là cũng là phu thê viên mãn nha, một cặp công rất là đẹp nha. Một cặp chim cặp công rất là đẹp, chim công rất là đẹp. Chiều cao bức tranh này là 72,
chiều dài của bức tranh này là 1m18 của cho chị, một chiều dài 1m18, còn chiều dài của miếng đá trong bức tranh là 1m, còn chiều cao của miếng đá trong bức tranh đó là 55 của cho chị, 55 rất là đẹp nha. Đá hàng thì liền lạc lành lặn, người ta vẽ tay rất là đẹp của chú chị nha. Đó, bao của chú chị đá tàu hàng vẽ tay. Đó. Rồi mã số 20T trường cũng giao lưu với quý cô chú và anh chị là 2.200.000 đồng, 2.200.000 đồng trường bao phí ship toàn quốc của chú chị. Số điện thoại của trường là 0901 391 427 là số Zalo, số Facebook của trường. Thì mã số 20T cũng là mã số cuối clip ngày hôm nay. Thì trường cũng không quên cảm ơn quý cô chú anh chị đã ủng hộ trường trong suốt thời gian qua. Thì một lần nữa kính chúc quý cô chú anh chị được nhiều sức khỏe, vạn sự như ý, phát tài phát lộc. Cảm ơn quý cô chú anh chị rất là nhiều.